Chào mừng các bạn quay trở lại với Sun Store. Và trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn 4 chiếc iPhone đáng mua nhất trong tầm giá 5 triệu đồng. Đầu tiên cũng là dòng sản phẩm bán chạy nhất trong danh sách này, đó chính là chiếc iPhone 7 Plus. Huyền thoại một thời nay vẫn còn cực kỳ huy hoàng nhờ thiết kế lớn, màn hình lớn, thời lượng pin trâu và mang đến cho trải nghiệm người dùng ta thực sự rất tuyệt vời. Nếu như các bạn mua về để chiến game thì đây là một lựa chọn rất tốt. Dòng sản phẩm thứ hai cũng là dòng sản phẩm bán rất chạy, đó chính là chiếc iPhone 8. iPhone 8 nhỉnh hơn một chút so với chiếc iPhone 7 Plus nhờ vào việc nó được trang bị con chip mạnh mẽ hơn Apple A11. Do đó thì cái thời gian hỗ trợ cập nhật phần mềm của nó sẽ lâu dài hơn. Bên cạnh đó thì mặt lưng của nó sẽ được hoàn thiện từ chế độ kính và có hỗ trợ sạc không dây. Nên đây đều là những tính năng cực kỳ thời thượng ở thời điểm 2021 này. Nếu như các bạn không muốn bỏ ra số tiền quá nhiều và các bạn muốn có một cái trải nghiệm nút home cảm ứng lực thì ngay bây giờ các bạn có thể trải nghiệm ngay chiếc iPhone 7. iPhone 7 thì ở thời điểm 2021 này chúng ta chỉ cần bỏ ra số tiền là chưa đến 3 triệu đồng, chúng ta có một chiếc máy hình thức đẹp lung linh như mới. Và cuối cùng đó chính là dòng sản phẩm làm mưa làm gió một thời và nay nó vẫn cực kỳ hot, đó chính là chiếc iPhone 6S. iPhone 6S thì vẫn còn được rất nhiều người sử dụng nhờ vào việc nó có một thiết kế nhỏ gọn này. Chúng ta sẽ được trải nghiệm iOS 14 ở một mức giá cực kỳ rẻ, nó chỉ loanh quanh vào độ hơn 2 triệu đồng mà thôi. Nếu như các bạn quan tâm đến iPhone và Apple Watch, đến ngay với Sun Store để hưởng chính sách lỗi là đổi.